Chưa làm bánh nên là bây giờ làm có vẻ hơi cháy, nhưng mà không sao, để mình thử xem có ngon không nha.
Giòn, béo, không quá ngọt. Mình không thích ăn ngọt nên là mình không cho quá nhiều đường. Mình có pha thêm trà sữa. Có cả chân châu trắng này. Chân châu dai dai ngon lắm. Thử một miếng kẹo đậu phộng nè. Nghe mùi gừng. Ăn bánh và uống trà thì siêu hợp luôn. Lạc mềm ạ, cũng như là đế ăn. Không, lột nhân rồi á.